Vâng, Thiên Định xin chào toàn thể của chương trình nha. Chào mừng toàn thể của chương trình quay trở lại với kênh YouTube của Thiên Định Vinhome. Vâng, và hiện tại đây Thiên Định đang đứng tại quảng trường Vinhome Ocean Park Gia Lâm. Đây, của chương trình chúng ta có thể thấy biển nước mặn rất là đẹp luôn. Đây, của chương trình chúng ta thấy không ạ? Biển nước mặn, view sang trung tâm thương mại rất là đẹp. Vâng, và hôm nay là Thiên Định đang muốn giới thiệu cho cô chị chúng ta một cặp căn view mặt biển, một cặp căn shop house kim cương view mặt biển, vị trí rất là đẹp luôn. Sau này rất là tiềm năng để cô chú anh chị chúng ta có thể mở shop kinh doanh ăn uống ẩm thực cà phê. Tại vì sao? Cái dãy shop house kim cương nó kết nối giao thông, nó giáp ngay với quảng trường trung tâm án Vinhome Ocean Park, cũng như là trước của nó chính là mặt biển 6,1 ha. Đấy, vị trí rất là đẹp. Đây chính là lối vào của chương trình. Đây chính là lối vào biển. Thì hôm sau thì chủ đầu tư khai trương thì mọi người sẽ check in lối này. Thì từ lối này mà đi vào cái khu shop kim cương trong này nó rất là gần luôn. Đây của chương trình chúng ta có thể nhìn thấy được luôn. Trong đây là nhà vệ sinh nha các chị nha. Có cô chú anh chị chúng ta tò mò không biết nhà vệ sinh tại biển nước mặn nó như nào không ạ? Nếu tò mò hôm nào Thiên Định sẽ làm một cái video review nhà vệ sinh nhá. Đây, còn mục đích hôm nay của Thiên Định là đây giới thiệu cho toàn thể cô chú anh chị chúng ta shop kim cương mặt biển. Thiên Định chia sẻ luôn là shop kim cương nó chỉ có 30 cặp thôi nha cô chú anh chị nha. Đây, vị trí của chú anh chị thấy không ạ? Nó kết nối với khu vực quảng trường trung tâm, vị trí rất là đẹp luôn. Và sau này Thiên Định chắc chắn rằng 30 cặp mặt biển này nó có sẽ ra có giá trị tiềm năng về mặt kinh doanh. Đấy, đây quý anh chị chúng ta có thể thấy được là để view được cái mặt biển ấy, quý anh chị chúng ta phải biết được rằng là cái quỹ đất của chủ đầu tư xây dựng nên một cái tiện ích đẳng cấp như này thì những cái căn hiện tại, những căn đơn lập, những căn không phải là shop house quý chị nha, giá nó rất là cao rồi. Loanh quanh đâu đó hiện tại đang là 180 triệu/m, 160 triệu/m. Đấy, nhưng hiện tại quý anh chị chúng ta thấy được ạ, đây chính là shop kim cương 30 cặp mặt biển nước mặn nha quý chị nha. Đấy, quý anh chị thấy không ạ? Bây giờ Thiên Định sẽ đi vào đây để quay cho quý anh chị xem. Rất gần biển luôn. Mặt của chú anh chị chúng ta hãy tưởng tượng của chú anh chị chúng ta đứng trên tầng 5 ấy. Hôm trước Thiên Định đã quay đứng trên tầng 3 rồi. Đứng trên tầng 3 mà view ra biển là rất là đẹp luôn. Đấy, của chú anh chị chúng ta hãy, nếu như của chú anh chị chúng ta hôm nào của chú anh chị chúng ta qua tham quan, Thiên Định bố trí rồi của chú anh chị chúng ta lên tầng 5 của căn shop house kim cương này, chúng ta view xuống mặt biển thì trông nó rất là mênh mông luôn, nó đẹp, đẹp lạ lùng luôn của chú anh chị ạ. Nó đẹp quá đẹp đấy, Thiên Định không có cái từ ngữ nào để diễn tả nữa, nó quá đẹp cô chú chị ạ. Đây cô chú chị thấy không ạ, vị trí nó thứ nhất là cái khoảng cách từ cái những cái tấm kính chắn này, cô chú chị thấy không, từ những cái tấm kính chắn này, chắn này là chắn để cho cát nó đỡ bay vào đó cô chú chị ạ. Khoảng đằng trước này cô chú chị chúng ta có thể là bày bàn ghế ra đây để mở cửa hàng kinh doanh ở ngoài đây đều được phép. Đấy cô chú chị chúng ta từ cái khoảng cách từ cây nhá cô chú chị nhá. Từ cái cây này đấy, đi vào trong cái căn shop house của mình thì cô chú chị chúng ta được phép kinh doanh. Đấy, đây. Đấy cô chú chị chúng ta có thể thấy được là rất là đẹp luôn. Mặt tiền là 6m nha cô chú chị nha. Ở đây thì Thiên Định đang muốn giới thiệu cho cô chú chị chúng ta một cặp là 5 tầng. Hiện tại thì shop kim cương thì có hai loại, đó là loại 5 tầng và loại 4 tầng. Đấy. Thì hiện tại giá của những cái cặp này thì Thiên Định chia sẻ luôn là cô chú anh chị chúng ta muốn mua cả cặp cũng được, hoặc là mua một căn. Nếu mua cả cặp thì Thiên Định đang có giá là căn trước căn sau nhé, Thiên Định giới thiệu diện tích luôn. Phía trước của nó là diện tích là 156m. Phía sau của nó là 96m cô chú anh chị nhá. Đấy. Diện tích của nó tương đương, tất cả các căn đều tương đương như nhau. Những cái căn xẻ khe thì nó chỉ có hơn nhau diện tích bên hông thoáng thôi. Còn đâu là diện tích, các căn diện tích xây dựng đều là như nhau.
những cái căn mà 156m mặt trước ấy thì diện tích xây dựng của nó là 114m. Còn những cái căn mà 96m mặt sau ấy thì diện tích xây dựng của nó là 90m. Đấy. Một cặp nhá, căn trước là 156m, căn sau cũng là 96m. Và giá hiện tại Thiên Định công bố giá công khai luôn. Nếu một cặp của anh chị chúng ta mua thì giá của nó là đang 34,3 tỷ. Đấy, 34,3 tỷ. Còn nếu như cô chú anh chị chúng ta mua lẻ thì Thiên Định chia sẻ luôn là căn đằng sau đang có giá là 11,5 tỷ bao phí. Còn căn đằng trước thì đang có giá là 22,5 tỷ. Đấy, 22,5 tỷ. Đấy. Thì cô chú anh chị nào quan tâm sẽ liên hệ trực tiếp với Thiên Định. Cô chú anh chị chúng ta có thể thấy cái khoảng cách từ những căn shop house ra mặt biển nó rất là xa. Khoảng cách này thì cô chú anh chị chúng ta có thể là không gian để chúng ta bày hàng quán cũng như là những cái nhà hàng ẩm thực nó rất là phù hợp luôn, làm được phép kinh doanh ra ngoài. Phía mặt trước đây, từ phía cây mà ra đến mặt kính là cái lối đi bộ đấy, và biển của chúng ta có thể nhìn thấy biển rất là đẹp luôn. Để mà sở hữu được một trong những cái căn mà view biển như này ấy, sau này tương lai để tiềm năng tăng giá nó rất là lớn của chúng chị ạ. Thì Thiên Định chia sẻ luôn cái vị trí của những cái căn shop house này ấy, để mà sau này thì kể cả khi mà kinh doanh xong mất rồi ấy, của chúng chị kể cả bỏ một cái số tiền nó lớn hơn, nó cao hơn thì chưa chắc là chủ nhà đã bán. Tại vì khi đấy là mọi người đã thấy cái tiềm năng thực sự của nó rồi, đúng không ạ? Vâng. Thì Thiên Định xin cảm ơn tất cả của chú anh chị chúng ta đã theo dõi video của Thiên Định nha. Nếu của chú anh chị nào quan tâm có thể liên hệ trực tiếp với Thiên Định qua số điện thoại là 0907 459 550. Vâng, hãy đăng ký và ấn nút theo dõi để không bỏ lỡ những video tiếp theo của Thiên Định nha. Vâng, Thiên Định xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý chị ạ. Vâng, Thiên Định xin chào.